số học dự đoán tuần từ mồng 4 đến mồng 10 tháng 12 năm 2023. Chào các bạn. FNL xin gửi bạn dự đoán tuần mới theo ngày sinh của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về vận mệnh và nhân sinh. Số 1, người sinh ngày 1, 10, 19, 28. Bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong tuần này. Bạn sẽ có thể phát triển tốt hơn tuần này bạn sẽ phải tạo sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc để cuộc sống của bạn tốt hơn an toàn và thoải mái hơn bạn nhận được tin tốt từ những người bạn yêu thương và chia sẻ những điều cơ bản hãy chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và luôn lạc quan có một lý do rõ ràng khiến bạn tiếp tục phát triển cuộc sống cá nhân của mình trong tuần này bạn có mục tiêu và quyết tâm làm điều gì đó khác biệt rất đáng để sử dụng nó theo những cách tốt hơn để bạn có thể dẫn đầu các bài đăng trên trang web của mình. Thực sự không có gì có thể thay thế được kế hoạch này và những tác động tích cực sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Về mặt chuyên môn, đây sẽ là thời điểm thuận lợi cho bạn vì bạn sẽ có được nhiều người hỗ trợ cho mình. Hãy đảm bảo rằng bạn tiếp tục làm tốt công việc và hoàn thành các nhiệm vụ đang chờ xử lý đúng thời hạn. Số 2 Người sinh vào các ngày 2, 11, 20, 29 của tháng bất kỳ. Bạn hãy cẩn thận một chút trong tuần này vì bạn có thể phải đối mặt với nhiều tranh cãi và lừa đảo. Mọi người có thể không tâm sự với bạn về những điều tiêu cực. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng phải làm việc chăm chỉ và sử dụng khả năng sáng tạo của mình một cách tốt nhất có thể. Vận may sẽ sớm ưu ái bạn và cuối cùng bạn sẽ thành công trong việc đạt được những đỉnh cao thành công mới. Nó đòi hỏi sự quan tâm và chú ý trong cuộc sống cá nhân của bạn. Bạn làm mọi việc mà bạn cảm thấy đúng đắn và bác bỏ ý kiến cũng như sự can thiệp của người khác. Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn vì đây là cách duy nhất để đạt được sự bình yên và hài lòng về tinh thần. Bạn sẽ tự hào khi thấy con mình đạt được điều gì đó tuyệt vời trong cuộc đời. Bạn sẽ làm việc chăm chỉ trong cuộc sống cá nhân và sau đó, bạn cũng sẽ đạt được thành công. Chuyên tâm với công việc của bạn và hoàn thành các nhiệm vụ đang chờ xử lý để bạn có thể làm điều gì đó mới mẻ. Số 3, người sinh vào các ngày 3, 12, 21, 30. Tuần này đã mang lại thành công và may mắn to lớn trong cuộc sống của bạn. Hãy tập trung vào những câu chuyện mà bạn thích nhất. Tuần này điều quan trọng là bạn phải đi trước mọi người và tập trung vào việc học cũng như khởi đầu cuộc sống của mình bằng cách này bạn không chỉ đạt được thành công mà còn có được sự bình an và hài lòng về tinh thần trong suốt cuộc đời tuần này điều quan trọng là bạn phải quản lý và đánh giá các lựa chọn khác nhau trong cuộc sống cá nhân của mình sự nghiệp tài chính và tình yêu của bạn có mối liên hệ với nhau vì vậy hãy cố gắng hiểu chúng ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào với điều này, bạn có thể làm cho tuần của mình hiệu quả hơn. Đánh giá tình hình hiện tại của bạn trong từng lĩnh vực và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần được chú ý hoặc cải thiện. Tuần này sẽ mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn cho bạn. Số 4, người sinh ngày 4, 13, 22, 31. Tuần này sẽ rất quan trọng đối với sự thay đổi bản thân, việc học tập và xuất hành. Đặc biệt trong tuần này học sinh sẽ có khoảng thời gian học tập vui vẻ những sinh viên đang đăng ký học cao hơn có thể nhận được tin tức tích cực trong tuần này bạn có thể sẽ tìm hiểu về một số chủ đề hoặc lĩnh vực mới trong cuộc sống và bắt đầu quan tâm đến nó bạn cũng có thể đi du lịch hoặc nghỉ cuối tuần cùng anh chị em của mình bạn sẽ tận hưởng một số hoạt động giải trí hoặc sự kiện với anh chị em của mình Tuần này sẽ rất có lợi cho cuộc sống nghề nghiệp của bạn về mặt lợi nhuận và việc đạt được các mục tiêu. Nếu bạn đang kinh doanh, công việc kinh doanh của bạn sẽ có đà phát triển và bạn sẽ gặp được những đối tác mới, những người sẽ đưa công việc kinh doanh tiến lên phía trước. Nếu bạn đang đi làm, bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Tuần này sẽ có rất nhiều tiến bộ đối với bạn. Số 5, người sinh ngày 5, 14, 23 tuần này sẽ có tác động đến các vấn đề tài chính nguồn lực chung trong gia đình và thỏa thuận hôn nhân tuần này bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề tài chính bạn sẽ xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư trong quá khứ của mình và cũng nhận được lợi nhuận bạn có thể nghĩ đến những khoản đầu tư mới và có thể là đầu tư vào một lĩnh vực mới bạn nên hiểu đúng về thị trường nghiên cứu ở cấp độ cá nhân và không tin tưởng bất cứ ai bạn sẽ thảo luận các vấn đề tài chính và đầu tư với gia đình mình. Bạn có thể nhận được hướng dẫn hữu ích từ những cuộc thảo luận như vậy và bạn sẽ có thể thực hiện những thay đổi tích cực trong khoản đầu tư của mình. Tuần này, bạn cũng có thể nhận được một số nguồn thu nhập thay thế khác, điều này sẽ mang lại lợi ích tài chính tốt và giúp bạn vững mạnh về tài chính trong tương lai sắp tới. Tuy nhiên, tuần này bạn cũng sẽ có nhiều khoản chi tiêu không cần thiết. Số 6 Người sinh ngày 6 15 24. Tuần này sẽ mang lại khả năng bày tỏ cảm xúc, ý tưởng mới và kết nối xã hội. Tuần này bạn sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình một cách cởi mở và tập trung vào bản thân. Bạn sẽ suy nghĩ về những nguyện vọng của mình liên quan đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ có mong muốn khám phá những ý tưởng mới và tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống. Cuối cùng bạn có thể bị coi là một người đam mê đồng nghiệp và gia đình bạn sẽ rất háo hức chia sẻ kiến thức của mình với mọi người từ cuối tuần này bạn sẽ bắt đầu tận hưởng sự an toàn về tài chính bạn cũng có thể sớm thoát khỏi nợ nần bạn cũng có thể mong đợi giải pháp cho các vấn đề tài chính khác của mình giai đoạn này sẽ mang lại thành công cho những nỗ lực mà bạn đã bắt đầu gần đây sự nổi tiếng và danh tiếng của bạn sẽ tăng lên trong lĩnh vực chuyên môn và mọi người trong văn phòng sẽ ấn tượng trước công việc và sự cống hiến của bạn. Số 7, người sinh ngày 7, 16, 25. Tuần này sẽ mang lại sự xem xét nội tâm, quan tâm đến tâm linh và những chi phí không cần thiết. Tuần này bạn sẽ có thể dành chút thời gian cho bản thân, đặc biệt là để xem xét nội tâm bạn có thể xem lại các vấn đề hoặc bí mật trong quá khứ và bắt đầu giải quyết chúng bạn cũng sẽ thể hiện sự quan tâm đến tâm linh hoặc các chủ đề tâm linh bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của thầy tâm linh về các vấn đề trong quá khứ và các vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống tuần này sẽ có nhiều chi phí không cần thiết mà bạn có thể phải đối mặt bạn nên duy trì ngân sách và chi tiêu phù hợp bạn sẽ có được những cơ hội mới trong sự nghiệp và được cấp trên đánh giá cao vì bạn sẽ có thể hoàn thành rất tốt công việc đã được giao. Giai đoạn này cho thấy sự hỗ trợ từ người khác giới sẽ mang lại những dự án mới và lợi ích tài chính. Số 8, người sinh ngày 8, 17, 26. Tuần này sẽ rất quan trọng đối với tác động đến các nhóm xã hội, hành trình tôn giáo và hoạt động nhóm. Tuần này sự tương tác của bạn với bạn bè trong các nhóm xã hội sẽ tăng lên, điều này sẽ rất có lợi cho sự nghiệp và tương lai của bạn. Bạn sẽ có mong muốn chia sẻ ý tưởng và cộng tác với những cá nhân có cùng chí hướng. Sự giao tiếp và trao đổi ý tưởng này sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc và sự hài lòng. Tuần này có tiềm năng lớn để bạn hình thành những mối quan hệ mới và tham gia vào các hoạt động nhóm sẽ khiến bạn nhận ra nhiều điều về bản thân. Bạn sẽ có những ý tưởng rất sáng tạo và mới mẻ trong lĩnh vực chuyên môn và với sự giúp đỡ của họ, bạn sẽ có thể gây ấn tượng với mọi người và sự nghiệp của bạn cũng sẽ tiến triển tốt. Số 9, người sinh ngày 9, 18, 27. Tuần này sẽ rất quan trọng đối với sự nghiệp, hình ảnh trước công chúng và bản sắc của bạn. Tuần này bạn sẽ thấy những dấu hiệu tích cực và sự phát triển đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của mình hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp và cấp trên sẽ được cải thiện đáng kể và bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao về công việc trước đây của mình bạn sẽ tập trung vào phát triển nghề nghiệp và bắt đầu kết nối với cấp trên về các dự án và mục tiêu tiềm năng có rất nhiều khả năng được công nhận và thăng tiến trong lĩnh vực bạn đang làm việc điều gì đó mới mẻ hoặc đáng ngạc nhiên có thể xảy ra trong cuộc sống cá nhân của bạn Điều cần thiết là phải xử lý mọi tình huống phát sinh trong tuần một cách bình tĩnh và thông qua những cuộc trò chuyện tích cực. Trong cuộc sống cá nhân, bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình và hài hòa trong cuộc sống hôn nhân. Kính chúc các bạn luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.